Vinmark xin chào quý vị và các bạn. Tiếp tục series mỗi ngày một sản phẩm. Ngày hôm nay Vinmark giới thiệu tới quý vị và các bạn sản phẩm động cơ dầu Bamboo 6.5 HP. Hãy cùng Vinmark điểm qua một vài đặc điểm và thông số của động cơ Bamboo 6.5 HP này nhé. Sử dụng động cơ đầu nổ Bamboo tiết kiệm nhiên liệu, tạo ra công suất cao khi sử dụng ở tốc độ thấp, cấu tạo động cơ chắc chắn, ít hư hỏng, không bốc cháy từ nhiệt độ bình thường nên không xảy ra nguy hiểm đột ngột. Động cơ dầu Bamboo có ứng dụng rộng rãi, sử dụng trong lĩnh vực dân dụng dùng thay thế động cơ để chạy và kéo máy sử dụng trong gia đình và nông nghiệp. Sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, dùng thay thế động cơ để chạy và kéo máy sử dụng trong công nghiệp. Động cơ 4 thi, 1 xi lanh, dung tích xi lanh 196cc, công suất 6.5 HP, tốc độ vòng tua 3.600 vòng trên phút, dung tích bình nhiên liệu là 2.5 lít, trọng lượng máy 23.5 kg. Mọi người có thể sử dụng để ráp máy bơm nước, máy phát điện, máy sới, chân vịt tàu bè. Tặng kèm bu ly khi mua động cơ dầu tại Vinmark. Để biết thêm chi tiết quý vị và các bạn vui lòng liên hệ hotline 02438383456 hoặc truy cập máymocviet.vn. Nếu thấy video này hữu ích, quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ video tạo động lực cho Vinmark ra các video review sản phẩm khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video.